nữ thì mình cũng phải cẩn thận khi mà chọn bạn, nhất là chọn cái người mà tới nhà mình nhé, thì không có nên đưa những cái người trẻ đẹp về nhà mình, vì như vậy là coi như là mình đâm mỡ mình treo trước miệng mèo, thì thế nào rồi cũng có ngày là con mèo nó vồ, thành ra là mình phải cẩn thận. Nhất là đừng tin những cái thằng bán cá nhất là bán cá coi đó, càng cẩn thận. Thôi xin hết. Là phụ nữ thì mình cũng phải cẩn thận khi mà chọn bạn, nhất là chọn cái người mà tới nhà mình nhé, thì không có nên đưa những cái người trẻ đẹp về nhà mình, vì như vậy là coi như là mình đâm mỡ mình treo trước miệng mèo, thì thế nào rồi cũng có ngày là con mèo nó vồ, thành ra là mình phải cẩn thận. Nhất là đừng tin những cái thằng bán cá nhất là bán cá coi đó, cẩn thận. Thôi xin hết.